Trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã thành kính đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, định hướng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thời gian qua đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và chức năng đại diện của tổ chức hội, hoàn thành vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của phụ nữ trong xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh.